Có bao giờ các bạn ước là sẽ có thể là phân thân thành 2 cho đến 3 người để có thể là giải quyết nhiều công việc cùng lúc không? Giống như kiểu là Naruto có phân thân chi thuật vậy. Và hôm nay thì với chiếc One X 2 này, cộng thêm đó là một cái gậy invisible và một cái chân quay như này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể là phân thân thành nhiều người nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắp cái gậy này vào trên cái con One X2 này. Và kèm theo đó nữa thì mình sẽ lắp cái chân quay của mình vào đây nhá. Và bây giờ thì cái việc mà em cần làm đó là kéo cái gậy lên này. Chúng ta sẽ kéo hết nấc nhá. Đó, sau khi mình kéo hết nấc này rồi thì mình sẽ đặt xuống dưới để có thể là bung cái chân này ra. Rồi, sau khi mà chúng ta đã set máy xong này thì hãy bật lên giúp mình và set ở cái chế độ là quay 360 nhá. Bật máy này các bạn này. Đó, và chúng ta sẽ cách khoảng là 2m so với cái cam mình đang đứng này. Đó, và ở mỗi cái khung hình các bạn muốn phân thân ấy, chúng ta sẽ cách nhau khoảng là đâu đấy là khoảng 10 giây các bạn nhé. Đó, bây giờ thì mình sẽ đứng như này chẳng hạn. Và mình sẽ làm những động tác để có thể là khác so với những khung hình khác nhá. Và bây giờ thì mình đã quay xong một cái video rồi. Và chúng ta sẽ tiến hành là vào cái app của Insta360 nhá. Và chúng ta sẽ chuyển qua phần story này. Đó, và các bạn sẽ kéo xuống và chọn giúp mình ở cái phần là Shadow Clone này nhá. Và ở phần này thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng cái UI app này nhá. Đó, và các bạn sẽ chọn cái video mà các bạn vừa mới quay nhá. Đây, mình sẽ chọn cái video này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là tiến hành chọn cái chủ thể nhá. Mình sẽ chạy cái video này để xem đến đoạn nào là mình sẽ đứng ở trong cái phần video của mình. Đó, mình đang bắt đầu xuất hiện video rồi và mình sẽ chọn cái khoảnh khắc mà mình đứng ở giữa đây nhá. Đó, ở đây thì mình sẽ ghi nó lại này. Rồi, và chúng ta sẽ ấn giữ vào cái chủ thể giúp mình nhé. Đó, và các bạn sẽ giữ chủ thể này và nó sẽ tự động là ghi những cái chủ thể sau của các bạn nhé. Và các bạn chỉ chờ một chút thôi, nó sẽ tracking cái này lên. Và khi mà quay thì các bạn nên chú ý là tránh người qua lại nhé. Ở đây thì mình đang bị một cái xe máy đi qua này. Đó, và sau khi mà mình đã tracking xong thì nó sẽ hiện cho mình là có 6 clone này, tức là mình đã phân thân thành 6 ảnh nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chọn cái phần đầu tiên này. Các bạn sẽ chọn cái phần là generate clone chain này nhá. Đó, và nhiệm vụ chúng ta sẽ là tiếp tục chờ đợi để nó có thể là phân thân thành 6 ảnh nhá. Đó, và sau một cái quãng thời gian chờ đợi thì cái video của mình nó đã edit xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem thành quả nhá. Đây, mình đang bị vướng một bác bảo vệ đi là ngày này. Đó, các bạn thấy là mình đang có 6 người ở xung quanh cái khu mình đang đứng nhá. Đó, và mỗi người thì đều có một chuyển động riêng này. Rồi, và bước tiếp theo là chúng ta sẽ xuất video các bạn nhé. Và các bạn sẽ chọn vào cái phần đó là Direct Export nhé. Rồi, và các bạn chỉ cần chờ một chút thôi là chúng ta sẽ có cái video này rồi. Sau khi mà các bạn đã hoàn thành sau những cái bước mình chỉ ấy, thì chúng ta lưu ý rằng là nên chọn một cái chỗ nó vắng người thôi. Bởi vì nếu như các bạn quay ở trong cái khung hình mà nó có đông người đi qua lại ấy, thì nó sẽ không thể nào mà có thể là xác định được cái chủ thể của bạn để chúng ta có thể là phân thân ra. Đó, và đây là lưu ý của mình. Và đó là những cái lưu ý của mình, và mong rằng là với những chia sẻ này thì sẽ giúp các bạn là có thể có những cái shot quay thật độc đáo với One X2 nhé. Chào các bạn, đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé.